Vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Hà Thị Thu Thảo, mình là sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế. Thì đến với cuộc thi là Bestseller 4 lần này, mình mong muốn chinh phục thử thách, tích lũy kinh nghiệm thực tế để làm hành trang cho một người sale xuất sắc sau này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.